Tiên Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin cập nhật chiều tối ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ Nam California. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và trước khi đi vào phần tin tức ngày hôm nay vẫn nhắc lại buổi họp mặt vào ngày 30 tháng 7 sắp tới đây tại quận Cam, California. trên đây quý vị nhìn thấy đây là cái poster mà buổi họp mặt trong đó có Mã Thiên Linh, Trần Nhật Phong và Trương Quốc Huy lúc 2 giờ chiều tại Rose Center Theater ở trên đường Old American Way tức là nằm kế tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ ở thành phố Westminster. quý vị nào muốn tham dự thì email Trần Nhật Phong đạo diễn at yahoo.com Trần Nhật Phong đạo diễn at yahoo.com để biết thêm chi tiết và hơn cả trăm người đã ghi danh hy vọng là quý vị sẽ ghi danh sớm để à, có chỗ bởi vì à, cái hội trường này chỉ có 400 chỗ mà thôi chú tiêu chúng tôi ưu tiên cho những quý vị nào mà ghi danh trước hy vọng quý vị sẽ à, ghi danh sớm để chúng ta có cái chỗ ngồi đàng hoàng và đâu ra đó chương trình không có bị lộn xộn và chương trình này thì hoàn toàn miễn phí và bên đó thì chúng tôi cũng có một số quà tặng cho quý vị cũng như là chúng ta sẽ có dịp đặt câu hỏi hay là đưa ý kiến của quý vị trong lúc mà nói chuyện với Trần Nhật Phong, Trương Quốc Huy và Mã Tiến Linh. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Và bên cạnh đó thì cũng cảm ơn bác sĩ Trọng Võ đã hỗ trợ mua các tạp chí quốc phòng để tặng cho khách hàng của ông. Và quý vị nào mà muốn có những cái phần dược thảo thì có thể vào tndượcthảo.com hoặc liên lạc với bác sĩ Trọng Võ 714 531 2020. 0914531220 để biết thêm chi tiết và bên cạnh đó nếu trở thành khách hàng của bác sĩ Trọng Võ, quý vị sẽ được tặng miễn phí các cái tạp chí quốc phòng mỗi tháng nếu quý vị là khách hàng của bác sĩ Trọng Võ. Cảm ơn bác sĩ Trọng Võ rất là nhiều. Và bây giờ thì chúng ta lại bước qua cái phần tin tức mỗi buổi chiều của chúng ta. Đầu tiên hết là một tay súng đã nổ súng bắn thiệt mạng hai người ở trong cái giải World Cup diễn ra tại New Zealand. Bản tin từ Auckland, New Zealand cho biết thì một tay súng đã bắn thiệt mạng hai người ở tại khu vực xây dựng ở Downtown ngay ở thành phố lớn nhất của New Zealand là Auckland vào ngày thứ năm. Giữa lúc mà quốc gia này đang chuẩn bị cho cái giải FIFA dành cho phụ nữ tức là giải túc cầu thế giới dành cho phụ nữ theo các viên chức cho biết và kẻ nổ súng cũng đã bị chết. Cảnh sát cho biết 6 người khác, bao gồm luôn một à, viên cảnh sát đã bị thương trong vụ bắn này và diễn ra ở gần một cái hotel à, nơi mà cái à, toán à, độ, đội bóng của độ, đội đội Na Uy và một số những đội à, túc cầu khác đang à, ở đây và Thủ tướng của New Zealand là ông Chris Hipkins đã lên tiếng và nói rằng à, việc này không có ảnh hưởng và cái giải World Cup dành cho bóng đá túc cầu nữ vẫn tiếp tục diễn ra rõ ràng là và một điều rất rõ ràng là giải fifa dành cho túc cầu nữ sẽ bắt đầu khởi động vào buổi tối à, có rất nhiều những cặp mắt đang đổ dồn vào auckland và chính quyền đã nói chuyện với lại các nhà tổ chức của fifa vào sáng ngày hôm nay và giải này vẫn tiếp tục như dự định và tôi muốn rằng là sẽ không có một cái việc đe dọa nào mở rộng trong vấn đề an ninh và nó sẽ là một hành động cá nhân mà thôi ông Hipking, uh, Hipking cho biết rằng kẻ bắn này đã vũ trang với một khẩu shotgun và cảnh sát đã tới một phút đồng hồ ngay sau khi mà có cú điện thoại khẩn cấp đầu tiên và trong đó gần như là đã cứu được rất nhiều bạn người khác và tình trạng cho thấy rằng là đây là hành động cá nhân và quyền cả cảnh sát trưởng tại đây có tên là Sonny Patel cho biết là người đàn ông đã bắt đầu vụ bắn ở bên lề của cái đường Queen Street lúc 7 giờ 20 phút sáng theo tường trung cảnh sát và người đàn băng người đàn ông đã băng qua một cái tòa biểu đình và bắn vào những người ở trong đó. Đây được xem là vụ nổ súng mới nhất diễn ra trước khi mà khai mạc cái giải gọi là túc cầu của dành cho phái nữ ở tại New Zealand đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay Hoa Kỳ đã ban lệnh cấm 14 ngân hàng của Iraq trong cái chiến dịch dập tắt tình trạng mà gọi là buôn bán với lại phía Iran bằng đồng Mỹ Kim bản tin mới nhất cho biết thì Hoa Kỳ đã ban lệnh cấm vận đối với 14 nhà băng ở tại Iraq trong đó đã có những cái chuyển ngân mà trong đó theo tờ Wall Street Journal cho biết là đã có hoạt động tài chánh với lại phía Iran lệnh cấm này đã được đưa ra bởi Bộ Tài Chánh và Quỹ Dự trữ Liên bang ở New York là một phần trong việc dập tắt tất cả những cái tình trạng gọi là trao đổi mỹ kim với phía Iran theo tường trình cho biết Hoa Kỳ đã phát hiện được cái thông tin này sau khi mà một số ngân hàng của Iraq đã tiếp cận trong vấn đề rửa tiền và có hành động chuyển ngân bất hợp pháp. À, trong đó bao gồm luôn cả lệnh cấm và những nhân vật đã bị cấm vận và lo ngại rằng Iran đã có thể có rất nhiều quyền lợi trong cái việc mà trao đổi bằng Mỹ Kim này. Chúng tôi đã mạnh mẽ có lý do để nghi ngờ rằng có ít nhất có một loạt những cái hành động rửa tiền trong các ngân quỹ và quyền lợi dành cho những cá nhân và những công ty nào đã bị Hoa Kỳ cấm vận. Đó là lời phát biểu của một viên chức Hoa Kỳ với tờ Wall Street Journal. Và lệnh cấm vận này đã sẽ gây một cách khó khăn cho cái mối quan hệ của Iran và Iraq. Đây được xem là một trong những cái lệnh cấm vận mới nhất và trong số này bao gồm luôn cả các ngân hàng như là al Islamic Bank, Apple Bank, World Islamic Bank và Zan Iraq Air Islamic Bank theo tường trình của tờ báo cho biết và các ngân hàng tư nhân này vẫn chưa lên tiếng trả lời tại lý do tại sao họ lại duy trì cái việc mà giao dịch với lại phía của Iran nơi đang bị cấm vận bởi Hoa Kỳ đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay <laughs> và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay Nga đã đưa lời cảnh cáo bất kỳ một chiếc tàu nào di chuyển ở khu vực của Ukraine trong vùng Hắc Hải vào ngày hôm nay thứ năm nga đã đưa lời cảnh cáo vào ngày thứ năm bất kỳ một chiếc tàu nào di chuyển trên vùng hắc hải ở khu vực ở bến cảng của ukraine có khả năng là sẽ bị tấn công hoặc bị bắt giữ bởi phía của nga khi mà nga đã chấm dứt cái tình trạng gọi là xuất cảng các cái tà à, lúa mạch và ngũ cốc ra bên ngoài của ukraine biến chuyện này diễn ra vào ngày thứ tư sau khi mà nga đã rời bỏ cái thỏa thuận trước đây đã đồng ý với lại liên hiệp quốc và thổ nhĩ kỳ cho phép à, di chuyển và cho phép các tàu chở ngũ cốc của Ukraine có thể được chở ra khỏi vùng Hắc Hải và tới Thổ Nhĩ Kỳ. Và phía Ukraine đã nói rõ là họ muốn vẫn tiếp tục sử dụng cái việc xuất cản các cái ngũ cốc qua bên bờ Hắc Hải và nói với lại cái cơ quan vận chuyển của Liên Hiệp Quốc trong đó, bao gồm luôn cái cơ quan đặc trách về vấn đề hàng hải gọi tắt là IMO, tức là International Marine Times Organization, là quyết định thành lập một cái căn bản tạm thời để mà quản lý cái lộ trình này. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng của Nga cho biết bất kỳ một chiếc tàu nào băng ngang qua chỗ này để mà treo cờ của bất kỳ quốc gia nào có thể sẽ bị duyệt xét là can dự vào cuộc chiến của Ukraine và họ giành quyền có thể bắt giữ hoặc là bắn những chiếc tàu này. Đây được xem là lời đe dọa mới nhất của Nga đưa ra giữa lúc mà các công ty bảo hiểm đã tuyên bố họ phải tuân thủ tất cả những cái uh, lệnh cấm vận của Âu Châu và Hoa Kỳ và không cung cấp dịch vụ bảo hiểm cho các tàu của Nga một chiếc tàu mà được bảo hiểm cung cấp từ cái việc mà xuất cảng các cái ngũ cốc từ phía của Ukraine băng qua vùng hạt hải đã bị ngưng lại và hầu như là các công ty bảo hiểm cho biết là họ không thể cung cấp dịch vụ gì và hiện nay thì gần như là số tiền lên tới 50 triệu mỹ kim cho một chiếc tàu cargo, tức là một chiếc tàu chở hàng. Đây được xem là quyết định mới nhất của Nga nhằm để áp lực khối Tây phương là phải giải tỏa một số lệnh cấm vận về tài Chánh ngân hàng cũng như việc vận chuyển và bảo hiểm cho các tàu chở ngũ cốc và phân bón của Nga, đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và liên quan tới tình hình Hoa Kỳ ngày hôm nay, công ty Amazon đã đồng ý nộp phạt trong việc mà vi phạm vào cái uh, quyền gọi tư ẩn của trẻ em uh, trong một cái truy tố của Bộ Tư pháp. Bộ Tư pháp trong ngày thứ tư cho biết là công ty Amazon.com đã đồng ý là sẽ uh, nộp tiền phạt lên tới 20 trăm, 25 triệu Mỹ kim. Trong một cái đơn uh, kiện dân sự là một phần để giải quyết cáo buộc là vi phạm vào luật bảo vệ cho quyền tư ẩn của trẻ em. À, thông qua cái uh, trang, cái, um, trang uh, gọi là Alexa Voice, tức là một cái trang hỗ trợ Alexa của công ty này. Amazon trước đó đồng ý là trả 25 triệu Mỹ Kim cho cái tiền phạt về dân sự. Riêng biệt thì công ty này cũng đồng ý trả thêm 5.8 triệu Mỹ Kim uh, tiền trả lại cho khách hàng sau khi cáo buộc là vi phạm uh, khi mà họ uh, sử dụng những cái doorbell camera của Ring và Alexa được xem là có quan hệ với lại công ty Amazon trong việc mà dữ liệu này đã bị sử dụng một cách bất hợp pháp và không có cái tình trạng minh bạch trong vấn đề bảo vệ quyền tư ẩn và Amazon đã có hành động hướng dẫn sai lạc với các bậc phụ huynh và tiếp tục duy trì trẻ, trẻ các em trẻ em ở trong đó để mà tham gia vào các bạn của họ và vi phạm vào cái đạo luật COPPA tức là đạo luật bảo vệ cho trẻ em trên online và trong đó gần như là để à, gây lợi nhuận đó là lời phát biểu của Samuel Levin được xem là một trong những người bảo vệ cho quyền lợi của khách hàng của FCT, tức là cơ quan về mậu dịch của Hoa Kỳ và cái luật này vốn đã có từ năm 1998 để à, ngăn chặn không để cho trẻ em bị tổn hại trên online và ủy viên đặc trách về FTC là Avaro Bendo Bendoia, cho biết rằng là các phụ huynh đã yêu cầu Amazon xóa bỏ tất cả những cái dữ liệu liên quan tới cái Alexa Voice trong đó là giữ lại cái giọng nói của trẻ em, nhưng mà công ty này đã không xóa bỏ những cái dữ liệu này khiến cho phụ huynh đã đọc đơn kiện. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Big Tech ngày hôm nay, Hoa Kỳ lên tiếng cảnh cáo Big Tech là họ sẽ có những quy tắc cứng rắn hơn trong đạo luật chống độc quyền một dự thảo luật đã được đệ trình về vấn đề chống độc quyền đã được đệ trình vào ngày thứ tư trong đó sẽ siết chặt hơn tất cả những cái thỏa thuận trong tương lai của các công ty Big Tech như là Amazon và công ty Alphabet. Chính quyền của Joe Biden đã có thái độ cứng rắn hơn trong các vụ sát nhập, đặc biệt là có những vụ sát nhập đầy thách thức và trong đó dẫn tới tình trạng độc quyền và ít nhất họ đã có được cả, thắng được một cả vụ và thua hai vụ trong tuần trước và một loạt những thách thức diễn ra trước các quan tòa trong vài tháng tới trong đó bao gồm luôn cả việc bộ tư pháp đã khởi kiện công ty JetBlue khi mà họ mua lại công ty hàng không Spirit và trong 51 trang của cái quy tắc mới được đưa ra bởi bộ tư pháp và cái quỹ ban mậu dịch của Hoa Kỳ trong đó là họ không nêu tên tuy nhiên À, dường như là Amazon đang tìm cách mua một cái trang uh, video gọi là Doorbell Ring năm 2018 và nói rằng đã vi phạm vào trong cái đạo luật gọi là chống độc quyền của Hoa Kỳ. Và hiện nay thì uh, các công ty lớn đã có xu hướng mua lại các công ty nhỏ để giành độc quyền trong việc cung cấp các cái dịch vụ. Và hiện nay gần như là phía của các công ty Big Tech đang phải đối diện rất gắt cao với tình trạng siết chặt của chính quyền Joe Biden. Trong đó họ sẽ giới hạn tất cả những cái vụ mà gọi là xác nhập và mua bán. Đây được xem là một trong những cái chính sách cứng rắn hơn mà chính quyền của Joe Biden nhắm vào các công ty Big Tech. Trong khi đó thì bà thượng nghị sĩ Elizabeth Warren, một thành viên của đảng Dân Chủ đã thúc đẩy mạnh mẽ việc mà thực thi tất cả những cái luật chống độc quyền và gọi cái uh, bản quy tắc mới này vẫn chưa đủ và sau 40 năm chúng ta vẫn chưa có một cái... Uh, lực lượng gọi là chống lại cái hành động độc quyền của các công ty. Bà nói rằng cần phải cứng rắn hơn nữa và cần phải có một thái độ quyết liệt hơn đối với lại các công ty Big Tech. Đây được xem là một trong những cái chính sách cứng rắn mà Hoa Kỳ đưa ra nhằm giới hạn cái việc mà các công ty càng lúc càng lớn mạnh khi mà họ thu mua những công ty nhỏ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới Hoa Kỳ một ngày hôm nay, một dự luật lưỡng đảng đã ngăn chặn tất cả những thành viên trong quốc hội và nhân viên trong chính quyền liên bang mua các các loại cổ phiếu. Thượng nghị sĩ George Holly của Đảng Cộng hòa tại Missouri và Kristen Gillibrand của Đảng Dân chủ tại New York đã giới thiệu một dự luật lưỡng đảng trong tuần này ngăn chặn tất cả những nhà lập pháp và các thành viên trong các uh, lãnh đạo của các cơ quan chính quyền liên bang là không được phép làm chủ bất kỳ một cái cổ phiếu nào của các công ty cá nhân. Dự luật này nếu được thông qua cho phép tổng thống và phó tổng thống các nhà lập pháp cũng như là những người hỗ trợ ở Điện Capitol Hill kể cả lãnh đạo của các nhân viên làm việc ở trong uh, kỹ nghệ của liên bang là không được phép sở hữu bất kỳ một cái uh, cổ phiếu của bất kỳ một cá nhân nào bao gồm luôn cả những cái uh, quỹ trust theo tường trình của tờ Wall Street Journal. Và các nhà lập pháp cho biết đây là một trong những cái giới thiệu mới nhất từ ở trên sàn thượng viện và trong đó được công bố bởi cái uh, hệ thống gọi là Capital Accessory vào năm ngoái, trong đó cho thấy nhiều nhân viên và nhiều nhân viên của liên bang cũng như là các dân biểu của quốc hội đã làm chủ rất nhiều cổ phiếu của các công ty. Việc chỉ trích này, người dân Hoa Kỳ muốn rằng những người được chọn ra là phải có một cái thái độ liêm chính hơn và không thể sử dụng cái vị trí của họ để có thể trục lợi ở trong cái vấn đề cổ phiếu. Gillibrand đã đưa ra một bản statement và giám đốc các cái cơ quan của liên bang à, cũng được à, à, nằm ở trong cái lệnh cấm này trong gòn trong đó gồm việc mà họ sẽ làm chủ một số những cái cổ phiếu mà các công ty của Hoa Kỳ và trong đó gần như là họ phải bán lại tất cả cổ phần của họ nếu như họ muốn nhận công việc của liên bang và tiền phạt sẽ lên tới 10.000 Mỹ kim và trong đó có thể sẽ có truy tố về tội hình sự đây được xem là một trong những cái dự luật mới nhất được đệ trình và theo tường trình cho biết ở một cái cuộc thăm dò của 2.625 cử tri đã ghi danh vào ngày thứ tư bởi trường đại học của Maryland có tên gọi là University of Maryland một một cái chương trình gọi là Program for Public Consolation. 80% họ ủng hộ là ban cấm quyền làm chủ các cổ phiếu của những người đang làm việc trong quốc hội. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và như vậy thì các nhà lập pháp phải cẩn thận khi mà tìm mua cổ phiếu hay là trục lại trên cổ phiếu. Cùng một lượt trong ngày hôm nay, Chủ tịch khối đa số tại Thượng viện là ông Chuck Summer tuyên bố là ông ta sẽ thúc đẩy một cuộc bỏ phiếu để mà duyệt xét lại cái chính sách phá thai của ngũ giác đài theo yêu cầu của Thượng nghị sĩ Tommy Tuberville, người đã ngăn chặn tình trạng gọi là thăng chức cho các quan chức ở trong ngũ giác đài. Và tới cuối cùng, ông ta muốn rằng sẽ có một cuộc bỏ phiếu và chúng tôi sẽ không phản đối điều này. Ông Chuck Schumer đã phát biểu trong ngày thứ tư. Uh, Tuberville muốn nói rằng ông ta muốn có cuộc bỏ phiếu thì chúng ta sẽ xem coi nó như thế nào. Ông Tuberville đã ngăn chặn hàng trăm vụ gọi là uh, bổ nhiệm và kể cả thăng chức cho các viên chức trong ngũ giác đài để phản đối một cái chính sách chăm sóc y tế của ngũ giác đài, trong đó dùng tiền của liên bang để hỗ trợ cho những nữ quân nhân di chuyển qua những tiểu bang không cấm phá thai để mà ta thực hiện tiến trình phá thai và điều này đã không được chấp nhận bởi ông tuberville và ông đã ngăn chặn tất cả cái việc mà bổ nhiệm cũng như là thăng chức bao gồm Luôn cả việc bổ nhiệm cho tứ chức tổng tham mưu trưởng cũng như là chỉ huy của lực lượng thủy quân lục chiến. Đây được xem là một trong những phản đối khá mạnh mẽ của ông Tuberville. Trên 260 vụ à bổ nhiệm và kể cả thăng chức đã bị ngăn chặn bởi ông Tuberville. Thượng nghị sĩ Johnny Earth của Đảng Cộng hòa tại à, <laughs> Iowa đã bảo trợ cho cái dự luật là chấm dứt cái chương trình hỗ trợ phá thai của ngũ giác đài. Trong khi đó thì à, tuần trước ông Cho bên cho rằng là đảng cộng hòa cần phải chống lại ông Tuberville và nói rằng phải nói chuyện với ông ta về tình trạng gọi là thay đổi cái vị trí của ông ta. Tuy nhiên thì à, hầu hết các thành viên của đảng cộng hòa đều ủng hộ cho cái thái độ của ông Tuberville và ngay trên sàn hạ viện nhiều à, dân biểu tại hạ viện đã ủng hộ cho vấn đề này. Đây được xem là một trong những cái cuộc nhượng bộ của ông Chuck Schumer, chủ tịch khối đa số tại thượng viện đã đưa ra sau khi mà ông Tuberville đã ngăn chặn rất nhiều những cái uh, cuộc bổ nhiệm cũng như là thăng chức cho các uh, viên chức trong ngũ giác đài đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay chúng ta phải hành động đó là lời phát biểu của dân biểu Mark Gates khi ông giới thiệu một dự luật là giảm đi ngân sách dành cho ông Chuck Smith người đang điều tra nhắm mục tiêu vào cựu tổng thống Trump dân biểu của Freida là ông Marquez loan báo vào ngày thứ ba là ông đã giới thiệu một dự luật trên sàn hạ viện và trong đó là sẽ đi phân tức là giảm đi ngân sách dành cho công tố viên đặc biệt à... Jack Smith trong cái việc mà điều tra cựu tổng thống Trump trong việc ông ta thông báo rằng sẽ điều tra về cái biến cố ngày 6 tây tháng 1 và kể cả cái việc mà ông Trump muốn lật đổ kết quả bầu cử năm 2020. Tôi đã giới thiệu dự luật đi phân Jack Smith với một cái chương trình săn lùng phù thủy nhắm vào cựu tổng thống Trump. Ông Gay đã viết trên Twitter vài giờ sau khi mà cựu tổng thống Trump xác nhận trên trang True Social là ông được thông báo bởi bộ tư pháp là ông trở thành mục tiêu cuộc điều tra và có thể sẽ có tình trạng gọi là bắt giữ và truy tố họ đã tấn công vào nền dân chủ và họ gần như đã xen vào cuộc bầu cử ngày hôm nay và quốc hội hoa kỳ có khả năng ngăn chặn cái việc xen vào bầu cử này chúng ta phải hành động ngay lập tức ông gaes đã phát biểu như trên trong một đoạn video ông bao gồm luôn cả cái post của ông ông gay tranh luận là ông trump không thể đối diện với bất kỳ một cái uh, truy tố uh, thứ ba bởi vì ông không có hề lãnh đạo uh, và không có hề hướng dẫn những chuyện này và ông ta cho rằng đây là tình trạng thiếu minh bạch từ phía bộ tư pháp khi mà uh, kẻ điều tra và gây ra lo ngại về tình trạng mà có một toán đảng dân chủ đã cố tình đã uh, dừng lên câu chuyện tương tự như là mueller uh, robert Mueller đã điều tra về biến cố của trump năm 2016. nghìn trong đó nói rằng ông Trump đã có liên hệ với chiến dịch tranh cử của Nga và kết quả thì đã không có một cái liên hệ nào. Đây được xem là một cái đòn mới nhất mà Bộ Tư pháp đã đưa ra nhằm tìm đường hướng pháp lý ngăn chặn cựu Tổng thống Trump ra tranh cử mặc dù ông đang là người dẫn đầu một cách áp đảo bên đảng Cộng Hòa. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay bản tin thời sự đáng chú ý nhất người mà whistleblower được đánh dấu X ở trên cái uh, cuộc điều trần này chính là Joe Ziegler, được xem là một người đồng tính và là một thành viên ủng hộ cho đảng dân chủ bản tin mới nhất cho biết người mà X uh, gọi là whistleblower X hay còn gọi là agent X tức là không có tiết lộ tên tuổi cho tới khi ông ra điều trần ở trên cái uh, quỹ ban đặc trách về giám sát và trách nhiệm của hạ viện uh, đã được công bố tên tuổi uh, trước cái quỹ ban uh, ngày hôm nay uh, hôm thứ tư và nói rằng ông là một người đồng tính một thành viên của đảng dân chủ và đã kết hôn với một người đàn ông trong đó uh, ông bác bỏ tất cả những cái, uh, cái uh, lời cáo buộc nói rằng ông là kẻ phản bội trong đảng của ông tôi đến ngày hôm nay tôi đã rất nguy hiểm với công việc của tôi và cái thể diện của tôi và nó cần phải thực hiện cái cuộc điều tra này ông Joe Ziegler đã phát biểu như trên và ông làm việc cho cơ quan IRS tức là cơ cái sở thuế Hoa Kỳ 13 năm trong một cái bản statement khởi đầu ông đã ra điều trần 10 phút bên cạnh cái người giám sát của ông là cái Gary Sapley được xem là whistleblower thứ hai người đã trước đó đã được biết tên tuổi và trong đó tôi có thể tôi không cần có tín dụng và với và tôi không đủ tín dụng bằng người đàn ông ngồi bên cạnh của tôi trong vấn đề mà có cái vấn đề gọi là chính trị và tôi rõ ràng là tôi chỉ cần biết là tôi làm điều gì đúng và tôi đến đây có người nói tôi là kẻ phản bội đảng dân chủ và tôi đến đây tôi nhìn vào xã hội của chúng ta và tôi nhìn vào tất cả những gì đó tôi nghĩ rằng tôi đang làm một điều đúng Ziegler và Sapley là hai người đã phụ trách về vấn đề điều tra hình sự của cơ quan IAS và cáo buộc rằng chính bộ tư pháp đã cản trở việc mà họ điều tra Hunter Biden vào đầu năm vào đầu tháng 8 năm 2022 thì công tố viên liên bang từ bộ tư pháp đặc trách về sở thuế đã soạn ra một bản ghi nhớ 99 trang, ông Ziegler đã lên tiếng cho biết như trên. Và trong đó thì họ đề nghị là có cái cáo trạng bao gồm luôn đồng ý là sẽ trọng tội và tội tiểu hình nhắm vào cái hồ sơ thuế năm 2017, 2018 và 2019. Tuy nhiên nó đã không xảy ra và tôi không biết lý do tại sao Và trong đó ông nói rằng tôi nghĩ rằng là cái việc mà truy tố trọng tội này đã được ủng hộ bởi các chứng từ Lãnh đạo của quỹ ban tư pháp và và quỹ ban giám sát và, và trách nhiệm Cũng như là quỹ ban đường hướng và đạo đức đã dẫn đầu cuộc điều trần này Lần đầu tiên được cho công chúng thấy rõ về hai nhân viên của sở thuế Nói rằng cái cuộc điều tra của chính quyền liên bang nhắm vào con trai trẻ, con trai nhỏ, ở Úc của Joe Biden là Hunter Biden Tập trung vào vấn đề thuế và vấn đề sở hữu vũ khí bất hợp pháp Và quyết định đưa ra cái uh, án truy tố trọng tội nhắm vào Hunter Biden Đã được đồng ý bởi các công tố viên và các điều tra viên vào mùa thu năm 2021 Ông Ziegler đã cho biết như trên Tôi đã gặp gỡ với các công tố viên được bổ nhiệm làm về vụ án này Và chúng tôi tất cả đồng ý quyết định là sẽ truy tố Và chúng tôi đã gửi cái bản đề nghị này cho cái à, bản báo cáo công tố viên trong đó bao gồm luôn các trọng tội liên quan tới năm 2014 và 2018 và tháng 3 năm 2022 thì công tố viên đã yêu cầu và, và phía điều tra và và gần, gần như là có mặt ở tại DC với lại cái văn phòng công tố viên trong cái uh, cuộc họp sau đó và đầu tháng 8 năm 2022 bốn luật sư đã đồng ý đề nghị cái uh, trọng tội và tội tiểu hình cho các cái tội uh, trốn thuế năm 2017 2018 và chín Tuy nhiên thì cuối cùng thì phía của cái cơ quan đặc trách về thuế đã gửi ra một email nói rằng tuyến trình này bao gồm luôn cái vấn đề truy tố về trọng hình và tiểu hình đối với tội thuế là hai cái tòa riêng biệt ở Delaware và Los Angeles. Tuy nhiên thì sau đó bộ tư pháp đã tìm cách gọi là ngăn cản và cản trở là không để cho cái việc truy tố này diễn ra và trong đó thì ông Ziegler đã mô tả là Trước đó, khi mà giải quyết vụ này, khi mà còn dưới thời của Tổng thống Trump và dưới quyền của Bộ trưởng Tư pháp William Barr, ông cho biết ông đã bắt đầu điều tra Hunter Biden từ năm 2015 và bắt đầu điều tra sâu đậm hơn về cuộc sống và tài chính của ông ta. Đảng Cộng hòa cũng đã cho điều trần một số những nhân viên liên quan tới vụ này. Và các thành viên của Đảng Cộng hòa bao gồm có ba chủ tịch là chủ tịch của Ủy ban Tư pháp Jim Jordan, chủ tịch của Ủy ban Giám sát và Trách nhiệm của Hạ viện là ông James Comer, và chủ tịch của Ủy ban Đường hướng và Đạo đức của Hạ viện là ông Jackson Smith. Đồng thời đã lên tiếng và vẽ ra cho thấy rằng là chính bộ tư pháp đã có hành động gọi là thiên vị và có hành động sen chính vào chính trị. Và các bản báo cáo về ngân hàng cho thấy là gia đình của Joe Biden và các cái người đối tác về thương mại của họ, họ đã nhận trên 10 triệu Mỹ Kim từ các công dân nước ngoài và những công nhân mà và những công ty mà họ liên hệ. Ông Comer đã phát biểu như trên, có rất nhiều tiền đã được phát hiện trong lúc mà ông Cho Biden còn là phó tổng thống, bất kể là có những công ty sau khi mà ông phó tổng thống đã à, nhận nhiệm vụ và gia đình của Cho Biden vẫn sử dụng các cái quan hệ thương mại này nhận hàng triệu mỹ kim từ các công ty ở Trung Quốc ở Ukraine và ở Romania. Đây được xem là bản báo cáo mới nhất nhắm vào gia đình của Cho à, Biden và bây giờ thì đảng dân chủ trước đó đã lên tiếng đặt câu hỏi về vai trò của ông joe Ziegler, được xem là một nhân vật mà họ cho rằng là có tinh thần đảng phái tuy nhiên ngay trên sàn của hạ viện trong lúc mà đọc bài diễn văn khai mạc trước khi mà bắt đầu cái cuộc điều trần thì ông nói ông là một người đồng tính một người đảng dân chủ và kết hôn với một người đàn ông đó là một cái lời khẳng định của ông à, liên quan tới tình hình của Joe Biden và Hunter Biden ngày hôm nay và bây giờ thì liên quan tới bản tin khác thì một quỹ ban tại Hạ viện đã điều tra những công ty đầu tư vào Trung Quốc. Một quỹ ban tại Hạ viện đã bắt đầu phát động một cuộc điều tra nhắm vào ít nhất 4 công ty về tài, tài chính của Hoa Kỳ trong đó họ đầu tư vào cái kỹ nghệ trí tuệ nhân tạo tại Trung Quốc và kể cả các công ty liên quan tới Semiconductor. Ủy ban tuyển chọn đặc trách về đối phó với đảng Cộng sản Trung Quốc trong một lá thư gửi ra vào ngày thứ Ba, gồm 4 công ty là GGV Capital, GSR Ventura Ventures, Warden International and Quancom Venture cùng với lại công ty investment arm of Quancom yêu cầu cung cấp thông tin về nguồn đầu tư của họ tại Trung Quốc và họ đưa ra cái hà thời hạn chót cho các công ty này phải đáp ứng là ngày 1 tây tháng 8. Trong lá thư, thì quỹ ban này cáo buộc rằng các công ty đầu tư của Hoa Kỳ đã tiếp tục đóng góp trong việc lạm dụng nhân quyền tại Trung Quốc và hiện đại hóa quân đội của Trung Quốc cũng như có nỗ lực tìm cách gọi là đẩy cái kỹ thuật của Hoa Kỳ và chuyển cái kỹ thuật của Hoa Kỳ qua cho Trung Quốc lãnh đạo. Và quỹ ban này đã mở cuộc điều tra lần đầu tiên nhắm vào hàng loạt các mối quan hệ và đầu tư ở trên thế giới và trong đó bao gồm luôn cả đảng Cộng sản Trung Quốc. Chính quyền của Joe Biden đang duyệt xét những cái quy tắc mới, trong đó giới hạn các nguồn đầu tư của Hoa Kỳ vào các công ty của Trung Quốc làm việc trong kỹ nghệ semiconductor, kỹ nghệ về trí tuệ nhân tạo và quantum computer. Và trong lá thư gửi cho GGV, thì quỹ ban này cho biết công ty này đã đầu tư vào một công ty có tên là Macve Technology, một công ty của Trung Quốc, trong đó đã ủng hộ cho việc giám sát người Duy Ngô Nhĩ và cộng đồng Hồi giáo ở Tân Cương và nằm trong cái blacklist của Hoa Kỳ. À, trong đó thì cả buộc rằng công ty này đã có hành động tiếp tay cho trung quốc đối xử tệ hại với người dân của tân cương Bên cạnh đó thì Bắc Kinh đã bác bỏ những điều này. Ngoài ra thì công ty này cho biết công ty Warden đã đầu tư vào công ty có tên là Lefusion, một công ty về trí tuệ nhân tạo mà Hoa Kỳ đã đưa vào danh sách đen năm 2020. Cáo buộc rằng công ty này đã có những cái kỹ thuật giám sát người Duy ngôn Nhĩ. Công ty GSR Ventures là một công ty mà trong đó đầu tư vào những công ty quân sự của Trung Quốc, trong đó bao gồm luôn cả Horizon Robotics, một trong những công ty chuyên về chip AI của à, quân đội Trung Quốc và công ty Qualcomm Ventures đã đầu tư vào công ty Sanstone, một công ty mà Hoa Kỳ đã lên danh sách đen vào năm 2019. Cá buộc rằng Trung Quốc đang nỗ lực tìm cách à, à, truy tìm những người duy ngô nhĩ và tất cả những công ty này vẫn chưa lên tiếng đáp ứng về cái à, lá thư mà phía Quốc hội đã gửi ra. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay sau khi bị Hoa Kỳ cả cấm và giới hạn thì công ty SMIC của Trung Quốc đã phải thay đổi cái người chủ tịch hội đồng quản trị lần thứ hai trong 2 năm. Bản tin mới nhất cho biết công ty sản xuất chip điện tử và semiconductor lớn nhất của Trung Quốc gọi tắt là SMIC tức là Semiconductor Manufacturing International Corporation loan báo là họ đã có một tân chủ tịch mới vào ngày 17 tây tháng 7. Phó Chủ tịch Liu fan đã thay thế cho cựu chủ tịch là Gao Yonggan, người đã, đã điều hành công ty này đã từ chức trong lúc mà điều chỉnh về cái cấu trúc làm việc của công ty SMIC. Đây là công ty mà đã bị Hoa Kỳ giới hạn rất nhiều và không cho phép họ được nhập cản các loại chip điện tử hoặc các cái phụ tùng để chế tạo semiconductor. Và vị tân chủ tịch mới này có tên là Liu fan 58 tuổi, vốn có cái... Lai lịch là một à, kỹ sư về hóa chất và đã à, làm việc à, với cái à, cơ quan do chính quyền cộng sản Trung Quốc tài trợ ở cái gọi là Shanghai Petrochemical và Shanghai Huji. À, đây là những công ty mà do nhà nước cộng sản Trung Quốc làm chủ. Đây được xem là một trong những sự thay đổi mới nhất của công ty này sau khi bị Hoa Kỳ giới hạn rất là nhiều. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Trung Quốc ngày hôm nay và liên quan tới Á Châu ngày hôm nay. Cuộc bầu cử tổng thống Đài Loan cho thấy là ông Lai Ching Tê của đảng DPP đã dẫn trước 10% so với lại ông Ko Wen Che là đảng nhân dân Đài Loan. Bản tin mới nhất từ một cái cuộc thăm dò Đài Loan cho thấy vào ngày thứ tư 19 tây tháng 7 thì trong cuộc bầu cử tổng thống với ứng cử viên của đảng Dân Chủ cấp tiến là DPP tức là ông Lai Ching Tê đương kim phó tổng thống đã dẫn trước 10% so với người thứ hai là ông Cô Wenche là của đảng Nhân dân Đài Loan, gọi tắt là TPP. Cuộc thăm dò của AW News đưa ra cho thấy ông Lai đã dẫn trước 38.48% sự ủng hộ của công chúng, trong khi ông Cô được 28.34%. Và nhân vật của quốc dân đảng là Hu Yu chỉ được có 21.29% so với những cuộc thăm dò gần đây vào tháng 6 thì ông cô đã được à, tăng một chút và trong khi đó thì ông Hu đã giảm đi một chút. Và trong cái à, cuộc thăm dò này là được à, thăm dò à, khoảng 12.464 người à, được xem là à, cử tri có giá trị 7.8% nói rằng họ vẫn chưa quyết định và 4.09% nói rằng họ chưa có ý định bỏ phiếu cho một ứng cử viên nào đây được xem là dấu hiệu tốt cho đảng dân chủ cấp tiến đảng đang cầm quyền tại Đài Loan một điều mà Trung Quốc không vui đó là bản tin liên quan tới tình hình của Đài Loan ngày hôm nay và cũng liên quan tới Đài Loan ngày hôm nay phu nhân của cố tổng thống Shinzo Abe đã tới để mà truy điệu đối với lại cố tổng thống Lý Đăng Huy khi mà bà viếng thăm đảo quốc Đài Loan bản tin mới nhất cho biết bà cố uh, cố uh... Phu nhân của cố Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe là bà Abe Akie được xem là một trong những người có uy thế tại Nhật Bản đã có mặt tại cái mộ phần của cố Tổng thống Lý Đằng Huy trong ngày thứ tư. và ông Abe Shinzo Abe năm 2022 trong cuộc phỏng vấn nói rằng ông rất hy vọng một ngày nào đó ông sẽ viếng thăm mộ của Tổng thống Lý Đằng Huy. Tuy nhiên thì ông đã bị ám sát vào năm ngoái trong lúc đi vận động tranh cử ở tại Nara và phu nhân của ông

và gặp gỡ với nữ tổng thống tây an Văn cũng như phó tổng thống lai Chiên tê đồng thời bà cũng đã viếng thăm cái nơi mà có bức tượng của chồng bà ở thành phố cao hùng tức là cái bức tượng dành cho ông shinzo abe và trong sáng ngày thứ năm thì bà abe aki đã được đón chào tại cái đồi có cái nghĩa trang lớn ở tại thành phố tân đài bắc cùng với con trai của tổng thống lý đằng cố tổng thống lý đằng huy là lai kuchung theo từng đình cho biết và đã đón chào bà và đưa bà tới tận mộ phần của ông và ông tổng thống lý Đăng huy được xem là vị cha đẻ của phong trào dân chủ của hồng kông, đây của đài loan đó là bản tin liên quan tới tình hình của đài loan ngày hôm nay và cuối cùng cũng liên quan tới tình hình á châu ngày hôm nay một nhóm của liên hiệp quốc đã kêu gọi campuchia là phải trả tự do cho một nhà hoạt động người campuchia nhưng mà quốc tịch hoa kỳ đã bị bắt giữ sau khi chỉ trích ông hun sen bản tin bế nhất cho biết thì một nhóm chuyên gia của liên hiệp quốc đã thực hiện một cuộc điều tra và nói rằng việc bắt giữ mà một công dân Hoa Kỳ gốc Campuchia hoạt động cho nhân quyền là luật sư Theresa là một điều không thể chấp nhận được và yêu cầu trả tự do ngay lập tức cho bà này trong đó thì trong một cái phán quyết đưa ra vào ngày 12 tây tháng 3 7 thì phía của nhóm làm việc của Liên Hợp Quốc có tên gọi là à, à, arbitrary uh, detention trong đó nói rằng bà Sen đã bị bắt giữ một cách vô hộ, bất hợp pháp và vi phạm luật quốc tế Bà đã bị kết án 6 năm tù uh, vào tháng 6 năm ngoái sau khi bị kết tội là âm mưu có hành động phản quốc và một số những cái uh, uh, cáo buộc khác và chính quyền Campuchia cáo buộc rằng bà Sen cùng với lại người đồng uh, uh, lõa của bà uh, tức là một người đồng với bà uh, đã có, có hành động gọi là... Uh, the, kinh miệt đối với lại cái uh, sự lãnh đạo của phía Quốc hội Campuchia và trong đó bao gồm luôn cả việc mà thúc đẩy ông Sam Rainsy quay trở lại đất nước Campuchia sau khi mà ông sống lưu vong từ năm 2019. Đây được xem là một trong những lời chỉ trích của Liên Hợp quốc đối với lại ông Hun Sen khi mà ông ta dụng án tù kết án những nhà bất đồng chính kiến. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á châu ngày hôm nay. Và đó cũng là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự buổi chiều tối ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye!